Ở dưới Trí Huệ Cung lên đó thì có cái tịnh thất, Trí Giác Cung cũng có cái tịnh thất, vậy đây mình cũng có cái phòng tịnh không Ở mà. đây mình chưa có, bởi vì Đức Hộ Pháp hồi khi mà ông còn xin tiền đó, ông lập cho Trí Huệ Cung, cho gọi là nhà tu của phái nữ, ông làm trước. Còn Trí Giác Cung là do ông Đinh Công Trứ, ông cũng làm trước ở dưới đó. Còn Dạ Pháp Cung này ra là chờ sau này mà chắc mình làm nổi, nhưng chờ các nước bây giờ làm chứ mình không làm nổi. Bây Tại giờ cái bản vẽ nó lớn lắm hay sao bà? coi như ở đây là cực lạc thế giới. Tại vì con nghe Đức Hộ Pháp nói là linh cái núi bà này là như là một cái lôi âm tự gì đó. Ừ đúng rồi, lôi âm tự là cực lạc thế giới ở trên triền núi trên đảnh. Còn cái nền của Dạng Pháp Cung nó cũng ở giữa này, cũng ở giữa triền triền núi chứ không phải dưới này. Dưới này là chỗ mình để ở tạm, để mà mình dường giữ đất nữa, sau này mình mới tạo lập Nhà Pháp Cung được. Cái Dạng Pháp Cung thì giờ mình cũng như chưa chưa có thành hình, Vậy là giọng cung là có bản vẽ chưa bà? có bản vẽ nhưng mà giờ ông đi rồi cái rồi không có giữ được, rồi con cũng thất lạc. Bây giờ muốn làm Dạng Cung phải chờ ngày ông về, Thì chỉ là chơi ông giáng cơ về ông vẽ lại. chờ Đức Hộ Pháp về làm Dạng Pháp Cung. Xin chào cô chú anh chị và các bạn. Khi nhắc đến đạo Cao Đài thì chắc sẽ có nhiều người biết là trong đạo Cao Đài sẽ có ba cung và ba động đúng không ạ? Vậy thì ba cung và ba động đó gồm những nơi nào? Xin thưa với cô chú anh chị và các bạn, ba cung ba động gồm những nơi sau đây: thiên thì có Trí Huệ Cung, thiên hỷ động; địa thì có Trí Giác Cung, địa linh động; nhân thì có Vạn Pháp Cung, nhân hòa động, hay còn gọi là thiên địa nhân tam hợp. Trên cổng chính của Vạn Pháp Cung có đề bốn chữ là Phạm Môn Tu Chơn, đã thể hiện đầy đủ ý nghĩa và con đường tu tập của Vạn Pháp Cung. Phạm là Phật, môn là cửa, tức là cửa Phật. Tu có nghĩa là sửa, là trau dồi sửa đổi. Chơn là chân thành. Vạn Pháp Cung là nơi tu chơn, đây là con đường thứ ba. Không cần phẩm tước áo mão để tu sửa chân thành được siêu phàm thoát tục để về với Đức Chí Tôn. Đức Chí Tôn có giáng cơ và cho bài thi như sau: Tỉnh ngộ xá thân tại Phạm Môn, khuyến tu hậu nhật độ sanh hồn, vô lao bất phục hồi chơn mạng, tỉnh thế kỳ thân đắc chánh tôn. Đức Lão Tử có viết trong Đạo Đức Kinh như sau: Người thuận theo đất, đất thuận theo trời, trời thuận theo đạo, và đạo thuận theo tự nhiên. Điều đó nói lên sự dung hòa hiệp nhất giữa trời đất và con người, là một cảnh giới quan trọng mà người tu trong đại đạo cần đạt đến. Vạn Pháp Cung ở chân núi tại phía nam núi Bà Đen, cách tòa thánh 9 km. Đức Hộ Pháp cho vẽ đồ án xây dựng Vạn Pháp Cung làm tịnh thất cho Nam Phái. Đồ án đã được Đức Hộ Pháp phê chuẩn và dạy rằng: Bần đạo lập Trí Huệ Cung trước cho nữ phái, sau Nam Phái phân bì mà lo xây cất Vạn Pháp Cung trên núi. Đó là vào năm 1955. Thời gian đó có nhiều biến cố nên vào đêm 4 rạng sáng ngày 5 tháng Giêng năm Bính Thân, tức năm 1956, Đức Hộ Pháp xuất ngoại sang Tần Quốc thuộc Kim Biên Tông Đạo. Cũng kể từ đó công cuộc tạo dựng Vạn Pháp Cung phải đình hoãn mãi cho đến ngày hôm nay. Cho nên hiện tại Vạn Pháp Cung còn chưa hoàn thành. Theo đạo sử thì bản thiết kế chính thức do Đức Hộ Pháp phê duyệt đã bị thất lạc. Ngày trước Đức Hộ Pháp lấy tên là Vạn Pháp Cung Linh Sơn Động, sau sửa đổi lại là Nhân Hòa Động, đặng hiệp với Thiên Hỷ Động và Địa Linh Động cho đủ tam tài, tức thiên địa nhân tam hợp. Công việc xây dựng Vạn Pháp Cung rất nhiều khó khăn và cách trở. Theo mình nghĩ đó cũng là thiên ý. Và rất nhiều câu chuyện được Đức Hộ Pháp nói ra theo nhiều người xem như là lời tiên tri về việc xây dựng Vạn Pháp Cung Nhân Hòa Động. Đức Hộ Pháp từng nói rằng sau này tín đồ từ khắp nơi trên thế giới về đây hiệp sức chung lòng mà xây dựng lên. Khi bước chân vào Vạn Pháp Cung thì mình vô cùng bất ngờ, vì Vạn Pháp Cung là thuộc đạo Cao Đài, nhưng theo mình nhìn thấy, tất cả những tín đồ ở Vạn Pháp Cung đều xuống tóc và mặc áo màu nâu, giống như màu của những vị Phật tử Phật giáo. Vạn Pháp Cung là nơi duy nhất trong đạo Cao Đài, người tu ở Vạn Pháp Cung đầu cạo tóc và mặc áo màu nâu như là các nhà sư Phật giáo, kinh cúng tứ thời vẫn giữ y kinh lễ của đạo Cao Đài.
Người tu chân tại đây phải tuân theo các giáo điều mà Đức Chí Tôn đã chỉ bảo để hiểu rõ hơn về Vạn Pháp Cung. Mình xin mời tất cả của chú anh chị và các bạn cùng theo dõi video. Ở đây là Vạn Pháp Cung. Tại vì nào giờ đấy đạo cổ đài mà áo trắng chẳng hạn như chiếc sắc thì mà mặc đạo phục xanh vàng đỏ mà đây thấy giống như đạo Phật hỏi. Thì cửa Phạm Môn, để đây là để Phạm Môn tu chân. Phạm là Phật, Môn là cửa, là cửa Phật. Phạm là Phật, Môn là cửa Phật. Là đây là cửa Phật. Đó là Vạn Pháp Cung, Linh Sơn Động. Ở trên núi này gọi là Linh Sơn Động, Vạn Pháp Cung. Phạm Môn tu chân. Tu chân để giải thoát đó. Khi người nào muốn vào đây là phải cắt ái ly gia, không còn gia đình riêng tư nữa. Vô đây là quy ở đây rồi thì sống chung ở đây tới chết luôn. Ở đây thì mình tự túc, tự làm, tự sống, không thông nhận gì của ai. Là mình không có nhận... Không nhận của hiến. Không nhận của hiến luôn hả bà? Của cho không lấy, của rơi không được lộn, của bỏ mình cũng không được mót. Rồi của hiến mình cũng không thâu. Để mình làm có, mình ăn, mình tu, mình giải thoát. Chứ còn nếu mà mình thâu nhận của người ta thì mình sung sướng quá, mình tu đâu có giải thoát được. Thành ra ở đây đặc biệt là phải vậy. Là từ hồi xưa tới giờ là vậy, chứ không có thay đổi gì hết. Dạ, vậy hàng chị con thấy mình ở bển trồng rau củ quả quá trời. Trồng rau để có ăn hàng ngày, làm ruộng thì có gạo ăn hàng năm. Rồi mình trồng vườn mãng cầu này đó thì mình có để mình chi xài trong cái việc cúng kiến. Còn mấy cái bụi tháp ở bên kia là của ai vậy? Cái tháp đó là của Đức Ân Sư ở đây, là cái người là dân định Đức Hộ Pháp về đây để tái lập cái cơ quan Phạm Môn này nè. Là đệ tử của Đức Hộ Pháp. Còn cái miếu bên kia là để thờ các chân linh. À, cái miếu kế cái miếu là kế cái tháp á, kế tháp thờ các chân linh mà quá giảng đó, những vị mà chiến tranh hồi xưa đó. Dạ, coi như là anh hùng chiến sĩ, anh hùng liệt sĩ đó, rồi siêu mồ lạc mã gì đó về tu cũng được. Ở trên đó để về đó ở đó đang lo tu hành lập công gì còn vô gì. Ở dưới Trí Huệ Cung lên đó thì có cái tịnh thất, Trí Giác Cung cũng có cái tịnh thất, vậy ở đây mình cũng có cái phòng tịnh không ạ? Ở đây mình chưa có. Vì vậy Đức Hộ Pháp hồi khi mà ông còn xin tiền đó, ông lập cho Trí Huệ Cung cho gọi là nhà tư của nhà tu của phái nữ. Ông làm trước. Còn Trí Giác Cung là do ông Đinh Công Trước, ông cũng làm trước ở dưới đó. Còn Vạn Pháp Cung này ra là chờ sau này mà chắc mình làm nổi, nên giờ các nước thôi giờ làm chứ mình không làm nổi. Bây giờ cái bản vẽ nó lớn lắm hay sao bà? Coi như ở đây là cực lạc thế giới. Tại vì con nghe Đức Hộ Pháp nói là linh cái núi Bà này là như là một cái lôi âm tự. Đúng rồi, lôi âm tự là cực lạc thế giới ở trên triền núi trên đỉnh. Còn cái nền của Vạn Pháp Cung nó cũng ở giữa này, cũng ở giữa triền triền núi chứ không phải dưới này. Dưới này là chỗ mình để ở tạm, để mình giữ đất được sau này mình mới thạo lập Vạn Pháp Cung được. Chứ Vạn Pháp Cung thì giờ cũng như chưa có thành hình. Vậy là Vạn Pháp Cung là có bản vẽ chưa bà? Có bản vẽ nhưng mà giờ ông đi rồi cái rồi không có giữ được, rồi cũng thất lạc. Bây giờ muốn làm Vạn Pháp Cung phải chờ ngày ông về. Thì chỉ là chờ ông giáng cơ về, ông vẽ lại. Chờ Đức Hộ Pháp về làm Vạn Pháp Cung. Tại vì con đọc ở trong sử, đạo sử của mình rồi con thấy là Vạn Pháp Cung thì nói chung là chưa hoàn thành. Đúng rồi, nó còn ẩn lắm, chưa hoàn thành. Trí Huệ Cung là đã xong rồi. Bởi vì ông đó ông nói là Vạn Trí Huệ Cung mới là để cho nhà tu của phái nữ. Nhưng mà khi nào mà cái người tu chân mà làm đủ tam lập, thực hành tam lập, rồi Đức Sư Ông mới cân thần, thần của mình á, cân đúng được chưa, đủ tam lập chưa, rồi mới cho nhập vào tịnh thất. Khi mà nhập vào tịnh thất thì phái nữ thì về Trí Huệ Cung. Còn nếu mà phái nam á, thì về Vạn Pháp Cung. Cũng như con người mình có xác thân, có chân thần, có linh hồn. Còn nói về đạo Câu Đài thì nó cũng có ba đài, Cửu Trùng Đài, Nhị Thiên Đài, Nhị Bát Quái Đài. Thì cái cung này nó cũng thể hiện như vậy. Cái cung này nó thể hiện cái linh hồn. Bây giờ mình tu đây là mình lo cho linh hồn không à. Không có lo gì cho xác thịt nữa đó. Mình không có ăn uống cao lương mỹ vị gì hết. Mình lo ăn chay. Rồi mình không có gia đình riêng tư.
không có tiền bạc riêng tư, không có nhà cửa, không có cái gì của mình hết trơn, toàn là vô đây rồi á, hợp sức với anh em làm chung, sống chung, ăn chung tới ngày bỏ xác. Vậy là mình cái trường trường trai hết đó bà. Ở trường trai trí giác cũng trường trai, trí huệ cũng trường trai, nhưng mà người ta còn gia đình nhà cửa được. Mình phải hiến thân trọn đời, không còn vợ chồng hay là cha con gì nữa. Đến đây mình xin tạm dừng video tại đây và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau.